ai xuôi đồng bằng thì đến bến xe miền Tây, còn miền Bắc miền Trung thì đến bến xe miền Đông. Đi khắp một vòng bảo chúng mời qua các chợ, mua hàng cao cấp thì đến An Đông bến Thành. Ai muốn vui giải thì khó chợ xoáy kinh lắm. Thích ăn bánh xèo thì qua Đa Cao Tân Định, thích ăn cháo vịt xin mời đến Thanh Đa. Ai thích mua hoa thì tới Bà Chiểu Bình Tây, ông Lãnh Thị Nghè. Ôi thôi kể ra không xiết, nếu ai muốn biết ok mời theo bảo chúng. Ôi kể ra mệt.